Chào các bạn, bài 28 chúng ta đã vừa làm cái tính năng form cập nhật. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái phần form edit, form to-do list. Thì bài này là một bài rất quan trọng, gọi là component communication. Có nghĩa là nó sẽ giao tiếp giữa hai cái component. Thì thông thường giao tiếp giữa hai component thì chúng ta với thằng cha con, thường là sẽ thằng cha con. Cha con thì nó sẽ có chiều từ thằng con gọi thằng cha và thằng cha gọi thằng con. Thằng con gọi thằng cha thì thằng cha gọi thằng con thì chúng ta tính sau, chúng ta sẽ xét đến cái mối quan hệ từ thằng con gọi thằng cha. Ở trong thực tế thì mình sẽ lấy ví dụ thực tế. Ở trong ví dụ bây giờ chúng ta muốn làm một cái form, làm một cái tách cái phần component là search form này ra một cái component, thì đương nhiên là thằng cha sẽ là task list và thằng con sẽ là task search, đúng không? Thế vậy nếu chúng ta dùng task search mình tách ra để cho nó bẻ nó ngắn đi ấy, thì chúng ta phải giao tiếp thằng con sau khi mà search thì phải giả kết quả vào thằng cha để thằng cha biết đường refresh cái list này đó, đúng không? Thì đương nhiên là thằng con sẽ phải gọi một cái hàm của thằng cha, nó gọi là event callback. Bây giờ ví dụ chúng ta sẽ tạo ra một cái component nó gọi là task search, đúng không? Cái component này nó chúng ta sẽ đẩy cái phần form này vào trong cái task search đó. Đương nhiên cái task search này chúng ta xem cái giá trị biến của nó đặt ở trong task list, đúng không? Chúng ta sẽ đồng thời nó sẽ đẩy cái phần này sang phần code. Và using cái task search này ở đâu? Ở trong module. Cái phần task list này khi mà chúng ta get ra ấy, thì chúng ta cũng phải truyền cái giá trị task list search vào, đúng không? Thì chỗ này chúng ta vẫn có một cái task list search nhưng giá trị của nó sẽ được truyền từ bên phía thằng con. Mặc định thì nó luôn là on init thì nó vẫn là null, là một cái form mặc định. Nhưng khi truyền về thì chỗ này nó sẽ được expect là truyền về từ thằng con. Cái object mới của task list này, đúng không? Khi mà chúng ta submit chỗ này task list search thì using thằng to list module, đúng không? Đó. Và using tiếp using to do list chấm module chấm i5. Rồi. Ok. Cái search form này chúng ta cũng phải có cái phương thức. Bây giờ cái search form này chúng ta sẽ phải đặt ở bên phía của task list, đúng không? Rồi. Như vậy là assignee chúng ta cũng tách ra, bởi vì các bạn nhìn thấy là chỗ này nó đang chuyển sang bên phía component chuyển con rồi, đúng không? DTO giữ nguyên, tốt service chưa có, đúng không? Các bạn nhìn thấy nếu tách được ra thì những cái không cần thiết cho task list nó sẽ được tách ra rất là rõ ràng, nó không cần phải chứa những cái mà nó không cần nữa. Override này, on init đó. Chính chúng ta cũng sẽ phải không cần inject cái thằng user API client nữa, cộng với không cần inject thằng tốt service nữa, chúng ta chỉ cần inject đúng thứ thôi.
Chúng ta có thể viết insect ở đây hoặc insect ở trên đều được nhé. Rồi. Đây, chỗ này phải using cái to-do list chấm service đúng không? Đó, ok. Khi mà chúng ta search form thì chúng ta sẽ làm những cái gì? Khi search form thì chúng ta sẽ không phải trả về cái này, mà chúng ta sẽ phải chỉ đơn giản là chúng ta sẽ trả ra cái thông tin. Đây, tốt service này bây giờ nếu mà thông tin thì nó sẽ phải thông tin bên kia. Thì task list. Ok, tạm thời để đây đã. Bây giờ nó tách code ra rồi đúng không? Bây giờ thằng assign sẽ không có trong này nữa. Bỏ i5 đi. Đúng không? Rồi. Coi như là chúng ta không liên quan. Bây giờ chúng ta sẽ gọi nó task list search. Task search đi. Đó. Thì ở đây chúng ta muốn là sau khi mà thằng kia nó bấm được cái giá trị bấm cái nút submit thì chỗ này nó sẽ nhận được một cái event ở trong bắn ra, nó emit một cái event ra và thằng này nó sẽ biết để nó cập nhật lại cái task search là task search object ở bên phía task list này để nó cập nhật lại. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải vứt cho nó một cái sự kiện ở trong task search này. Chúng ta phải ngoài những cái tham số đầu vào thì chúng ta phải khai báo một cái gọi là event callback. Cái event callback này nó là một cái con trò hàm và chúng ta định nghĩa nó dạng parameter. Public này, event callback. Đây là giá trị dành cho đầu ra của nó thì nó sẽ là một cái task list search đúng không? On search. Sự kiện nó on search đi đúng không? Ok. Set get. Để có thể set get được đúng không? Ok, khi chúng ta đã có sự kiện này rồi thì khi mà search form thì chúng ta sẽ chỉ cần on search chấm invoke và truyền vào cái gì? Truyền vào cái task search await. Rồi. Như vậy thì chúng ta không cần cái tốt service này nữa này. Đấy, đúng không? Nó sẽ gọi cái hàm on search ở thằng cha. Thì thằng cha ở đây là một cái con trỏ hàm nhá. Thì thằng cha mà lúc mà nó gọi cái thằng con thì nó sẽ phải cho cái on search vào đây và nó truyền vào cái sự kiện mà nó muốn bắt ở bên nó, ở bên phía thằng cha này. On search hoặc là sự kiện gì đấy. Search task hoặc gì đấy đều được. Đó. Thì chúng ta sẽ cần phải lấy vào một, chúng ta phải viết một cái sự kiện này. Public này. Search task truyền vào bất cứ cái gì. Sự kiện ở đây sẽ là async này, task. Và chúng ta sẽ lấy được cái giá trị task search của nó. Sau đó chúng ta chỉ cần gán task list search bằng cái task list search xong, sau đó chúng ta sẽ get lại. Hoặc chúng ta không cần gán lại, chúng ta get luôn được. Đó. Thì là nó sẽ tự bị cập nhật. Chúng ta sẽ thử. Chúng ta còn một cái lỗi ở đây. Trong trường hợp mà cái assignee này mà nó chưa gán thì chúng ta không được show cái form lên. If assignee mà bằng null thì chỗ này phải đẩy ra cái loading indicator. Nhưng mà còn nếu không thì chúng ta phải là nếu khác null thì mới được show ra cái form này. Đó. Ok. Chúng ta inspect trước nhé. Sau khi chạy
Đấy, và show ra đây rồi đúng không? Ok, khi mà chúng ta search, bấm search một cái thì thằng con nó phải gọi thằng cha. Đây, thì trong task search này chúng ta phải xem cái submit form. Task list này nó đang để giá trị là null và nó truyền sang bên này cũng với giá trị null đó, thì vẫn thế đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái low này, truyền sang giá trị là có giá trị là null đúng không? Nó truyền lên thằng cha thì nó cũng là null và nó lọc lại được đó. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là thằng con nó sẽ truyền cái giá trị được search ở trong cái form của nó sang thằng cha qua cái sự kiện event comeback này. Sự kiện tên là đầu đầu ra của nó là một task list search và nó truyền vào, thì ở bên thằng cha nó bắt sự kiện đấy, tức là nó truyền cái con trỏ hàm của thằng cha vào cái của thằng cái parameter của thằng con, thì thằng con khi mà thằng con gọi thì nó bắn qua sự kiện này và nó thằng cha sẽ chỉ cần bắt sự kiện này và thực hiện refresh lại thôi. Đó chính là cái đầu gọi thằng con thằng cha.